Cách đây gần một năm thì chiếc máy ngay trên bàn mình đây, Huawei MateBook D15 đã từng làm mưa làm gió ở trên thị trường laptop trong phân khúc giá tầm trung và giá rẻ. Vậy thì ở thời điểm hiện tại là năm 2023 thì em máy này còn xứng đáng là lựa chọn ưu tiên hàng đầu ở trong phân khúc này hay không? Chúng ta hãy cùng bóc tách ở trong video này xem từng ưu điểm và nhược điểm của em nó. Ok, bắt đầu video. Trước đây thì mình đã có một khoảng thời gian khá là dài để sử dụng em máy này, và ngay sau khi cầm lại thì mình vẫn có cảm giác như ngày đầu tiên, đó chính là thiết kế của em máy đó quá là đẹp đi. Với thiết kế khung máy được làm hoàn thiện từ kim loại chắc chắn và bền bỉ, đem lại cảm quan tốt nhất ở mọi góc nhìn, các góc cạnh được bo tròn mềm mại, không hề để lại nét hô cứng của kim loại. Toàn bộ máy được bao phủ với một màu sơn nhám mà theo hãng đó là màu xám không gian, đem lại cảm giác khá là sang trọng. Mặt trước là logo Huawei được đặt ở giữa và được đánh bóng lên, thu hút mọi ánh nhìn. Với cân nặng đâu đó cỡ 1,5 cân, với cảm quan cá nhân của mình là ở mức vừa đủ, không quá nhẹ cũng không quá nặng, chúng ta vẫn dễ dàng cho vào túi đi làm mà không bị lấn cấn về khoảng cân nặng. Khi mà tổng trọng lượng có thêm cả sạc của em máy nữa, đâu đó khoảng 1,6 cân mà thôi. Và do được làm từ kim loại, thế nên chúng ta cũng không thể nào so sánh với những em bằng vỏ nhựa được. Và đổi lại, khi mà làm bằng kim loại thì chúng ta sẽ có được gì? Có được sự chắc chắn khi mình nhấn giống như này, hiện tượng flex cũng không thể xảy ra. Và do được làm bằng kim loại mà, khi mà chúng ta lỡ may mà va đập đi thì chúng ta cũng không phải lo lắng quá là nhiều. Nói về không phải lo lắng thì chúng ta phải nhắc thêm phần cổng kết nối nữa. Chiếc máy này sẽ có tổng cộng là 6 cổng kết nối, trong đó có 3 cổng là USB, 1 cổng là Type-C, đồng thời cũng là cổng sạc, và cuối cùng một cổng HDMI và một jack tai nghe 3.5. Thêm một thông tin thú vị nữa về cổng Type-C này, đó chính là giúp chiếc máy sạc nhanh từ 0 lên đến 50% pin chỉ trong vòng 30 phút. Vậy nên thời gian chúng ta sẽ được kéo dài hơn khi mà sử dụng. Ngoại quan là như vậy, bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn những cái phần mà chúng ta thường xuyên sử dụng trên một chiếc laptop. Đầu tiên không thể không nhắc tới đó chính là phần bàn phím của chiếc máy. Nhìn chung thì bàn phím có layout một cách hợp lý, không quá dị hay là cắt giảm đi. Hành trình phím theo cảm giác của mình thì cũng là chưa quá sâu, nhưng cảm giác gõ vẫn là rất tốt và rất ổn. Thời gian để làm quen với em nó cũng là khá nhanh, không mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên thì bàn phím vẫn chưa có đèn nền, thế nên là người mới làm quen sẽ dễ bị nhầm trong điều kiện thiếu ánh sáng. Phần checkpad thì được làm lớn, thao tác đa điểm mượt mà, không bị zip hay bị khựng lại giờ chừng. Và một điều đặc biệt ở trên chiếc bàn phím này đó chính là webcam. Sở dĩ webcam được đặt ở đây đó chính là hãng không muốn phá vỡ đi phần liền mạch ở trên viền màn hình của chiếc máy, đem lại một cảm giác nhìn được mượt hơn, được chân thực hơn và được mở rộng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì máy còn được trang bị nút nguồn tích hợp cảm biến vân tay, đăng nhập nhanh nhạy, an toàn. Đôi khi thì mình còn đăng nhập vân tay nhiều quá, mình còn quên mất luôn mật khẩu của mình đặt trên máy này là cái gì rồi. Phần tiếp theo mà chúng ta thường xuyên sử dụng đó chính là màn hình. Ở trên chiếc màn hình này thì mình đánh giá là nó vừa đúng ở cái mức mà chúng ta bỏ tiền ra, không bị quá ao chỉnh như là thiết kế. Với kích thước màn hình là 15,6 inch, viền xung quanh có kích thước chỉ là 5,3mm, độ phân giải là Full HD. Với cái nhìn tổng thể thì viền ba cạnh của máy đều mỏng, cảm giác được nhìn thoải mái hơn. Với độ bao phủ màu sRGB là 64%, NTSC sẽ là 45%. Từ những thông số ở mức ổn trong tầm giá này thì màn hình của em máy cũng không có nhiều điểm nổi trội hơn. Thế nhưng mà trải nghiệm nhìn vẫn được đảm bảo tốt và đầy đủ nhất. Mình có thử xem ở trên YouTube hay là Netflix thì em máy vẫn đem lại một màu sắc khá là đầy đủ. Với độ sáng là 250 nits, khi mình đem em máy ra những môi trường ánh sáng phức tạp như là quán cà phê thì vẫn xảy ra hiện tượng hơi lóa một chút, thế nhưng mà chúng ta vẫn nhìn được. Còn ở trong điều kiện văn phòng như thế này thì ánh sáng hài hòa rồi, thì màn hình 250 nits không có gì để chê cả. Về cấu hình thì em máy được trang bị một con chip đến từ đầu đỏ là Ryzen 7 5700U, các đồ họa tích hợp là Radeon, bộ nhớ RAM là 8GB, thêm vào đó SSD sẽ là 512GB. Mình có test thử điểm ở trên Cinebench R23 thì chiếc máy đạt được điểm đa nhân là trên 9000 điểm và đơn nhân sẽ là 1000 điểm, cụ thể lần lượt là 9252 và 1214. Điểm số chỉ ở tính chất tham khảo, thế nên mình có test thử một vài tình huống. Trong tình huống làm văn phòng thì mọi tác vụ đều được đáp ứng đầy đủ và mượt mà. Còn trong trường hợp mình muốn edit thêm video và hình ảnh bằng phần mềm như là Premiere hay là Photoshop thì chiếc máy sẽ có hiện tượng hụt hơi khi mà chúng ta ép vào nhiều layer. Tất nhiên là với 8GB RAM thì chúng ta khi mở quá nhiều app thì hiện tượng tràn RAM sẽ xảy ra.
Vậy nên lời khuyên ở đây đó chính là hãy mở những tab mà chúng ta thường xuyên sử dụng mà thôi. Còn những tab nào mà không có thường xuyên sử dụng lắm thì chúng ta hãy tắt nó đi để bớt xảy ra hiện tượng tràn RAM này. Với mi pin là 56Ah thì mình có thể thoải mái làm việc trong vòng 6 tiếng mà không lo hết pin. Theo mình thì đây là một khoảng thời gian hợp lý cho xuyên suốt một ngày làm việc dài rồi. Và bên cạnh đó thì cọng dây sạc đi kèm cũng như là củ sạc đi kèm cũng rất là nhỏ gọn. Chúng ta có thể mang theo ba lô mà không hề bị cấn hay gì hết. Chưa kể là chiếc máy này cũng có sạc nhanh như đầu video mình đã nhắc tới. Sau một thời gian sử dụng thì ngoài những điểm mà mình vừa chia sẻ với các bạn thì mình còn có một điểm nữa, đó chính là wifi của chiếc máy khá là buồn cười khi mà em máy bắt kém hơn này, cũng như là sóng kém hơn. Theo như mình tìm hiểu được thì đây là do cạc wifi của em máy, và các bạn chỉ cần thay cạc wifi mới thì lập tức em máy sẽ bắt được tốt hơn cũng như là giữ được cái tốc độ ổn định hơn. Thêm một điểm nữa đó chính là Huawei Share, thì hiện tại điện thoại cũng như là máy tính bảng Huawei ở Việt Nam gần như đã không còn được phổ biến và dùng thường xuyên ở trong người dùng nữa rồi. Chỉ có một số ít người dùng còn sử dụng mà thôi. Vậy nên là với tính năng này thì mình nghĩ là mình cũng không có khả năng sử dụng được, và mình thấy khá là tiếc cho Huawei Share tính năng khá là hay ho này. Tóm lại thì theo ý kiến cá nhân của mình, đây vẫn là một chiếc máy rất đẹp, rất chắc chắn so với tầm giá tiền mà chúng ta bỏ ra. Bàn phím thì có layout hợp lý này, cảm giác bấm khá là tốt này. Khả năng giải trí cũng như là làm việc được đáp ứng đầy đủ. Màn hình thì đẹp, không gian tầm nhìn tốt, màu sắc tái tạo lại ổn. Pin thì dư giả để dùng trong vòng một ngày, có bộ sạc nhanh đi kèm. Ngoài ra thì em máy vẫn còn những điểm đáng tiếc như là góc của webcam nó hơi đặc biệt khi mà nó chỉ chúi lên như thế này. Chúng ta nói chuyện thì sẽ khó face to face được khi chúng ta phải đẩy ra xa như này để nhìn được rõ mặt bạn bè. Cái thứ hai đó là tính năng Huawei Share, chúng ta sẽ không tận dụng được khi mà toàn bộ hệ sinh thái từ điện thoại đến tablet của Huawei đã không còn thịnh hành ở Việt Nam như thời gian trước đây nữa. Bên cạnh đó là cạc wifi của em máy khi mà mua em máy về ấy, thì cũng là một vấn đề khá là lớn khi mà chúng ta sử dụng. Đến đây thì video đánh giá chiếc laptop Huawei MateBook D15 của mình cũng đã kết thúc. Nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy đến ngay FPT Shop để có thể dinh em máy này về. Nếu như các bạn cảm thấy video bổ ích và thích video này thì đừng ngần ngại gì, hãy cho mình một like và một share, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.